Xin chào tất cả mọi người, và bây giờ thì Phương Anh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm như thế nào để tối ưu giọng nói của mình. Trong tất cả mọi việc chúng ta làm hàng ngày thì chúng ta phải tối ưu hết, và chúng ta cần phải có công cụ để thực hiện việc tối ưu này. Ví dụ như Phương Anh đang sử dụng một phần mềm thu âm thanh để Phương Anh đo lường giọng nói của mình, và âm thanh ở mức độ chuẩn là mọi người có thể thấy là từ 18 đến 30. Đây là những âm thanh làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu, vừa phải. Còn nếu như chúng ta nói quá nhỏ thì người nghe sẽ rất khó nghe và phải hỏi lại xem là bạn đang nói điều gì. Và khi mà chúng ta nói nhỏ thì ở đây chúng ta nhìn cột sóng này, nó sẽ ở mức rất nhỏ, mọi người thấy không? Và khi mà mình nói nhỏ như vậy thì người ta sẽ không nghe rõ. Chính vì vậy mà chúng ta phải nói to hơn, chúng ta phải nói rõ ràng hơn. Còn nếu như mà chúng ta nói quá to, chúng ta lấn át người nghe thì nó sẽ tạo ra những âm thanh rất là chát chúa. Ví dụ như bây giờ Phương Anh sẽ nói rất là to. Phương Anh nói to như thế này thì mọi người có cảm thấy khó chịu không ạ? Khi mà chúng ta cảm thấy khó chịu thì người nghe của chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy âm thanh bị chát chúa và không còn ấm áp nữa. Đó, những cái tiếng động như thế này nó sẽ tạo nên những cái cột màu vàng. Và những âm thanh ở cột màu vàng này thì khi mà chúng ta ghi âm, chúng ta tạo thành những video thì bắt buộc phải cân bằng tiếng lại. Đó, như vậy để làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu và cảm thấy thu hút với giọng nói của chúng ta thì chúng ta cần giữ âm thanh của chúng ta ở một tốc độ vừa phải để người nghe cảm thấy. Chúng ta cần giữ âm thanh ở một tốc độ vừa phải để người nghe cảm thấy dễ chịu và thoải mái, và những nội dung của chúng ta nói thì người nghe cũng tiếp thu dễ hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video về việc tối ưu giọng nói bằng các phần mềm. Và bạn sẽ hỏi là những phần mềm nào có thể dùng để tối ưu, thì hầu hết những phần mềm ghi âm giọng nói sẽ có phần cột sóng này, thì các bạn có thể dùng phần mềm gì cũng được. Thì các bạn có thể Google từ khóa là phần mềm ghi âm giọng nói, sẽ có rất nhiều công cụ để chúng ta sử dụng nhé.